Xin chào anh em, thì hôm nay bên đại lý của Bảo Bịp và tôi giới thiệu với em cái thảm Lalo anh em nhé. Cái thảm từ Lalo là một trong đồ chơi đã cải tiến rất nhiều so với cái thảm thường ngày xưa anh em này. Thì đi chơi anh em thiết kế được sòng sới, bến bãi thì anh em luôn được bộ vị anh em nhé. Đi kèm là một bộ vị vị không tang, thầy thợ bóc ra không một tang tích gì, thử năm châm không hút anh em nhé. Đây cái thảm từ Lalo là đồ chơi cực kỳ đẳng cấp nha này. Nó rất là nhỏ gọn này, với diện tích là nó là 20x20 anh em này, 20x20 anh em nhé. Đấy, thì nó nhỏ hơn cả một viên gạch. Đấy, thì cái độ mỏng của nó cực kỳ là mỏng như một tờ giấy rồi. Một bộ của nó này là một cái sạc này. Cái sạc này là anh em sạc giúp tôi 2 tiếng đồng hồ là anh em chơi liên tục được khoảng một ngày anh em nhé. Đây là cái sạc tôi để riêng đây này. Thì đây là cái cục dung này ai chơi người đấy đeo, hoặc em có thể mua thêm dung để mỗi người đeo một chiếc được, hai người chơi mỗi người đeo một cái được. Thì về cái dung này là chơi pin tiểu anh em này. Pin tiểu này thì bây giờ tôi sẽ lắp cái quả pin tiểu vào đây. Thì cái công tắc này có tắt bật này, anh em bật lên nó sẽ rung một nhịp anh em nhé. Cái công thức bảng vị chơi cực kỳ đơn giản, ai có thể chơi được. Dung một đánh lẻ, không dung đánh sấp đôi, tứ tử dung hai. Thì hôm nay tôi làm có clip vợ thì tôi để trực tiếp cái dung ra cái bát này, tí nữa tôi đánh tôi kiểm tra nhịp dung. Thì ngày xưa cái bệ thảm từ Lalo xưa là đi chơi là anh em là khẳng định với anh em luôn là đánh em này động bệ động thảm này là nó sẽ dung này, nhưng đến cái thảm hiện tại động không vào dung. Bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên này, tôi sẽ gạt công tắc lên này. Đấy, về tôi động này, động không vào dung anh em nhá. Đấy, thì chính ra cái ưu điểm vượt trội đó, động không vào dung. Thì khi động không dung thì anh em có thể giải ngụy trang lên đâu? Đầu tiên là anh em là giải dưới chiếu, hai là anh em giải lên những cái tấm nhựa dưới này, ba là anh có thể giải dưới đệm, dưới chăn. Thì khi mình ngồi trên giường nó động đậy thì cái thảm nó không ảnh hưởng gì này, nó không ảnh hưởng gì, nó không tạo tiếng rung. Đặc biệt là cái thảm từ Lalo đời mới nhất của cái năm 2020 này là cái ưu việt nhất của nó là anh em không phải rung loạn. Thì ngày trước là vào rung ra rung, vào rung ra rung, thì bây giờ là chỉ vào rung ra không rung nha này. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái quân vị đây tôi làm sẵn này, các bộ vị tôi đều làm sẵn em nhá, anh em yên tâm. Đấy, thì rung một đánh lẻ, rung hai đánh chát, tôi sẽ lấy cho anh em một con này, một con bốn bích này đi. Đấy, đây là một, những quân vị tôi đã chuẩn bị sẵn anh em nhá. Vị không tang, thầy thợ bóc ra không một tang tích gì, thử làm châm không hút anh em nhá. Đấy, bao soi bao test luôn, soi quân vị cho anh em xem này. Đấy, em đó, vị này không có cái tang tích hay cái dấu vết gì cả, xoay xuyên luôn này, ok luôn này anh em này. Đấy, vị này chuẩn đét luôn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em xem này. Cái hàng này nói không với bát đĩa anh em nha, bát đĩa quân vị là xanh chín, rồi tôi sóc cho anh em. Em quan tâm sản phẩm Zalo cho tôi 0984314 số 8 anh em nhá. Rồi, tôi tên là Dũng anh em này. Đấy, tôi để đây đánh thực tế luôn em, đôi ba tiếng bảng anh em nhá. Cái hàng này thì có ưu việt, thêm một ưu việt nữa là nó có cái cốt để anh em tăng giảm cái độ rung mạnh rung nhẹ. Thì khi anh em đi chơi để nó bắt cao bắt thấp, ví dụ anh em để những cái chăn nó mỏng thì anh em có thể chỉnh lại cho sang bên phải để cho nó bắt thấp. Anh em nếu mà đánh đệm dày, chăn dày thì anh em có thể chỉnh sang bên trái anh em để nó bắt được mạnh hơn anh em ạ. Như cái đánh này, rung một đánh lẻ không rung sấp đôi, rung hai là đánh chẵn, là tứ tử anh em nhé. Sau xong này, tôi sau rồi. À, sau xong đặt xuống này. Không rung sấp đôi anh em nhé, rất là chuẩn anh em nhá. Thì cái bệ của cái năm nay ạ, cái thảm của cái năm nay ạ là cái đồ chơi đẳng cấp nhất, có rung ngay này. Đấy, vào các rung ngay này, tôi đánh cho vài tiếng bảng này, tôi giới thiệu tiếp anh em này. Xong đặt xuống này, là cái là con đều chơi được này, sấp đôi này, đánh được cả mặt vị nhá, chồng quân chồng vị để báo hết vị, thì vị không tang, thử năm châm không hút, bóc ra không một tang tích gì. Một này, này này, cứ bạc cái đi cái ở này anh em này, rất là đẹp này, làm người này. Xong rồi đặt xuống này, làm người xuống chẵn này, bạc cái đi cái ở nhà đây. Tiếng này mày báo suối này em này, lại này em này, lâu lâu nó suối một tiếng không vấn đề gì. Làm người xuống nẻ này em thấy rất ok. Thì anh em nhìn nhá, ngày xưa cái thảm ngày xưa là cái độ bắt của nó là phải đặt chính giữa, nhưng cái thảm của năm nay là anh em đặt có thể sai lệch là thoải mái em này. Đây ví dụ này, bây giờ tôi hướng dẫn cho anh em này, lẻ của nó rung một này, đây đặt ở ngoài hơi miệng miệng vẫn báo này. Da lại không rung em nhá, rất là đẳng cấp. Ngày xưa da rung vào rung nhiều em mới chơi va đồ không biết là chơi như thế nào. Sấp đôi mặc định này, để xa ra mà để lệch ra một tí bên phải này, đều không rung nha. Da này vẫn không rung này em thấy không? Đấy, để lệch thảm vẫn không ok. Thì tất nhiên là ba trắng hay ba đen đều rung một anh em nhá. Tứ tử thì nó là rung hai, không thể sai lệch được rồi. Thì ba tô lại chỉnh cho nó bắt nó cao lên một chút anh em này, tôi chỉnh này. Thì khi tôi chỉnh cao một chút này, tôi để úp cái bát lên đây này anh em này, lẻ của nó vẫn là đi một anh em nhé, rất là rõ ràng. Đấy, bắt rất là cao này, khoảng 10 phân thì rất là vẫn là ok. Sấp đôi là không dùng anh em nhé. Đấy, cái đĩa là tôi đổi sang cái đĩa nó dày lên một chút nha. Đây cái đĩa này nó kích thước sẽ dày hơn cái đĩa này em nhé. Đây kích thước dày khác nhau, tôi lấy cái đĩa dày hơn một chút này, sấp đôi vẫn là cứ là không dùng anh em này.
đấy, ra không rung, vào mới rung, nẻ vẫn là rung một, đấy, tứ tử là rung hai anh em này, rung dứt khoát, rung dứt điểm anh em nhá. Giờ tôi lại kỷ niệm anh em một hai cái nữa này. Khi sóc xong này thì tôi sóc kỹ này, tôi chỉ rơi lên thôi, thông báo này, bắt rất là chính xác anh em này, khẳng định em này, tiếng này này, mở bát này, rung đâu đánh đấy này, em thấy không? Này, tiếng này xuyên này, đâu đâu xuyên tiếng, khoảng 10 tiếng thì xuyên một tiếng này, đây này, một rung này, nẻ này, tỉ nẻ này, em thấy rất chuẩn em nhá, đấy, có khoảng tầm độ 95% độ chính xác này vào này, vẫn nẻ này, em nhớ ba trắng nhá, kỷ niệm em tiếng nữa này, này đặt thấp xuống vẫn cứ là ok, vẫn nẻ này, em nhớ, em quan tâm sản phẩm em alo tôi 0984314488. Cái thảm từ Lalo này là siêu mỏng, mỏng như một tờ giấy, tôi sẽ nhấc lên cho anh em xem này, em thấy không? Đây, mỏng như một tờ giấy bóng luôn anh em nhá. Đấy, rất là bền, cái loại này không mà sợ gãy thảm em nhá, gập rất thoải mái, rất là ok, chỉnh được rung mạnh, rung nhẹ, rung cao, rung thấp, này có cái công tắc để bật lên gạt đây này, em có thể giải dây chiếu này, rất là mỏng, coi phát hiện ra này, hay anh em có thể là đánh ở giải dưới thệm, cái thảm mà tùy anh em không chơi thì em tắt này giúp tôi đấy nhá. Hàng tôi bán hàng ở phía ngoài này, đổi mới một tháng 70 phim năm, thì cái mùa dịch này em có thể không lên được, tôi sẽ gửi trực tiếp đường bưu điện về tận nhà anh em kiểm tra đấy, thì đi kèm này có những bộ quân vị, thì các loại quân vị này, các loại bài này, double ca này, kim cương xanh, kim đỏ, rồng vàng, rồng đỏ đều đóng nguyên đai nguyên kiện, hoặc là anh em muốn đóng rời tôi sẽ đóng rời cho anh em. Đây những bộ vị tôi sẽ chuẩn bị gửi cho khách này, hay là những cái bao thuốc, bao thuốc thì làm vào thành vào bụng này tôi đều làm hết này, Thăng Long Villa này anh em nhé, hay các bộ vị trắng, vị đóm là đều là ok hết, là đều làm tất cả các loại vị cho anh em theo yêu cầu, vị là vị không tang, bắt cực khỏe, cực chuẩn anh em nhé. Đấy, cái thảm từ Lalo là cái đồ chơi là rất là cải tiến của cái năm nay rồi, kích thước thì nhỏ gọn là 20-20 này. Đấy, thì nên thử hàng trực tiếp bên xem bên Hà Nội, bên xem bên đâu Sài Gòn, gần đâu qua đó lên trải nghiệm hàng hóa để anh em giao lưu. Cái hàng này giá cả rất là rẻ anh em nhé, đấy, và giá trị lại đích thực rất là chuẩn. Thì có ba cái đồ chơi để em luôn là khẳng định em chiến thắng này, một là em phải luôn được bát, hai là em luôn được đĩa, đĩa là đĩa chuyển đĩa chiều, bát là bát hình, hoặc là anh em phải luôn bộ quân vị. Thì theo tôi thì là đã là cái người là cờ bạc là lâu năm giải nghệ, thì khẳng định em luôn là luôn cái bộ vị rất là dễ anh em nhé, đấy, luôn những cái bộ vị và không khó khăn này, anh em đã vào thế rồi luôn vị rất là đơn giản thôi anh em nhé. Ai chơi thì cầm dung hoặc mua thêm dung thì tùy anh em. Đấy thì anh em tôi phải gửi bưu điện anh em, thì ngoài ra tôi bán tất cả đồ cò bị bảy máy bài cứng áp trong bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không. Hay muốn đánh những cái ống, anh em đánh những cái ống cảm ứng này R6 này, vị không tang là vị cảm ứng này, hay là P6 là không dây này, hay là những cái bệ quét ngang này em nhá. Rất là đồ gì tôi đi cung cấp. Đấy thì cảm ơn em theo dõi clip của tôi.